Giờ mỗi lần khắc Cả nhà chồng xúm vào cho chồng em một trận Vì tội lăng nhăng Em lại thấy buồn cười hết sức Tuy là phận làm dâu Thế nhưng đến lúc chồng em gây tội Thì không ai bao che gì hết Bố, mẹ, rồi cả em chồng đều về phe em Hợp sức diệt trừ ngay cái thói trăng hoa của lão ấy Để đến giờ chồng đã biết điều Ngoan còn hơn cúng Em vẫn nhớ như in hồi biết mình dính bầu Đã bần thần hỏi anh Quân Người yêu lúc đó và cũng là chồng bây giờ Nếu như em lấy anh Nghĩa là em sẽ phải sống chung với mẹ chồng thề với cả nhà qua bao nhiêu vụ thì đây có thể xếp vào hàng nổi khiếp sợ của em luôn ấy quân nghe em hỏi vậy nghĩ chắc em chỉ lo lắng bơn quơ nên bảo em yên tâm đi mẹ anh dễ tính đấy mà mình muốn hiếu hỉ tốt với bố mẹ thì sống chung sẽ tiện hơn bố mẹ có ốm đau bệnh tật thì mình còn nâng giấc sớm hơn giờ mình dọn ra ở riêng cũng được nhưng anh sợ bố mẹ buồn lòng ừ thì thực ra nghe quân nói cũng thấu tình đạt lý mà em cũng hiểu rõ tâm ý của người yêu Thế nhưng khổ nổi từ trước đến nay, trong đầu em đã mặc định là làm dâu không dễ, sống chung với mẹ chồng không sớm thì muộn, cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Huống chi ngoài mẹ chồng có khi còn phải đối mặt với cả cô em chồng khó chịu nữa, nghĩ thôi đã thấy hải rồi, mà nhìn xuống bụng em lại không khỏi thở dài. Cũng vì lỡ của em bé, chứ nếu không thì em vẫn còn muốn bay nhảy thêm vài năm nữa trước khi có ý định kết hôn cơ. Giờ thì có bầu rồi, đã đâm lao thì đành theo lao, mặc dù thế ngay ngày đầu ra mắt em đã cảm thấy không thoải mái từ phía nhà chồng có lẽ là do sự lúng túng khi lần đầu tiên đến nhà chồng khiến em không ghi được nhiều điểm trong mắt phụ huynh hơn nữa cô em chồng tương lai lại có tính tình mạnh mẽ nói năng đớp chát không kiên nể càng khiến em lo sợ hơn thậm chí em tự nhận bản thân thuộc tiếp người ai gặp cũng quý nhưng lần gặp mặt đấy đúng thật là thảm họa sau vụ đó em đã tự nhủ bao giờ về làm dâu, bản thân càng phải cố gắng khéo léo hơn thì mới mong được một cuộc sống yên ổn sau này. Chẳng bao lâu thì đám cưới được tổ chức trình trang sau một tháng em về ra mắt. May mắn là cũng được tận hưởng trọn vẹn ngày cưới khi mẹ chồng tỏ ra dễ chịu với con dâu. Tuy vậy, thời gian đầu về làm, mọi cung cách sinh hoạt của em chính thức bị xáo trộn hoàn toàn. Nhưng em vẫn cố gắng hết sức, mẹ chồng và em chồng càng tỏ ra khó khăn với em bao nhiêu, thì em càng tỏ ra hiểu chuyện bấy nhiêu. Trải qua một vài lần to tiếng, nhưng em vẫn là người nhỏ nhẹ làm hòa. Quả nhiên phương pháp đấy cuối cùng cũng đem lại kết quả tích cực. Một thời đó, cô em chồng còn phải thốt lên với em là Chị Ngọc hiền thật đó, ban đầu em còn không thích chị lắm. Nhưng trải qua một vài chuyện, em mới thấy anh Quân phải có phúc lắm mới lấy được chị. Trong thời điểm đó, em đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của cả gia đình chồng. Thế nhưng đúng là được cái nọ, mất cái kia. Lúc em đang mang bầu vượt mặt, thì cũng là lúc phát hiện Quân có dấu hiệu có người khác. Bằng chứng không chỉ dừng ở một mùi nước hoa lạ khi anh trở về nhà, mà đó còn là những cuộc gọi không lưu số và điện thoại của anh bắt đầu cài mật khẩu riêng tư. Không nằm ngoài linh cảm của em, Quân ngoại tình. Ngay phát hiện sự thật ngay trước mắt, em khóc ngất, đau xót không nói nên lời. Khi ấy cả mẹ chồng và em chồng biết tin đều giật mình thẳng thốt. Một phần họ thương em, phần còn lại thì trách Quân rất nhiều. Ít lâu sau thì em Hạ sinh được một bé trai trong sự quan tâm và chăm sóc của gia đình chồng. Nhưng chỉ bữa được bữa cái vào viện với em mấy bữa, Quân lại nói rằng anh phải đi công tác gấp. Cả mẹ và em gái Quân đều biết thừa anh đi gặp cô bồ kia nên đã bàn với em về việc bí mật theo dõi. Không ngoài dự tính, cả ba bắt gặp anh đưa bồ trẻ đi nghỉ mát. Em thì im lặng chua xót còn mẹ và cô em chồng vừa cay đắng vừa xấu hổ thay, liền lao ra bắt ngay tại trận. Mẹ chồng em vừa nhìn thấy con trai Đã câu mày rồi lớn tiếng quát quân Con đi công tác là thế này hả Vợ con vừa sinh Con nở lòng nào làm vậy vậy Trong đầu con đang nghĩ cái gì vậy hả quân Một người đàn ông có học thức Lại bị mờ mắt bởi sự trẻ đẹp của các cô gái bên ngoài hả Cái thằng đầu ốc bả đậu đây Trước lời nói của mẹ Quân lúng túng không dám nhìn mẹ và em gái Lúc này đến lượt em chồng mình lên sơn Thẳng tay tác vào mặt của bồ trẻ kia rồi cười khẩy cái tác này là để cảnh cáo cái thứ đàn bà mất nết cô không biết xấu hổ hay sao mà còn cặp bộ với đàn ông có vợ có mẹ và tôi ở đây thì cô đừng hồng tơ tưởng chen chân vào gia đình của chị ngọc khôn hồn thì tránh xa ấy ra sau đó em ngập ngừng lại Rồi quay sang nhìn quân anh làm em quá thất vọng chị ấy dù bầu bí dù xuống sắc khiến anh chán ghét thì anh cũng không nên làm vậy đừng bao giờ lặp lại điều này gia đình có thể không có anh nhưng chị ngọc thì không thể thiếu nói xong em liền kéo tay em và mẹ trở về khách sạn để lại cô bồ trẻ xanh mặt đứng đó còn quân ngồi sụp xuống ôm đầu để hối hận đến tối hôm đấy về tới nhà có vẻ là mẹ chồng em đã kể cho bố chồng hết mọi chuyện nên anh quân vừa đặt chân vào phòng khách ngay lập tức bị ông lôi sền sệt ra ngoài lôi ra khỏi cổng đồi ông vả hai phát cho cân rồi đóng sầm cửa mắng mỏ nhà này không có chứa cái loại đàn ông sống bằng nửa thân dưới anh cúc đi đâu thì cúc đừng có về cái nhà này nữa giờ tôi chỉ cần con dâu và cháu trai thôi còn anh không coi bố mẹ anh trai gì thì đừng có vác cái mặt về đây anh mà về cùng con đàn bà kia đừng trách tôi đánh gãy chân sau hôm đó quân phải ăn dầm ở dễ khách sạn gần nhà bớt mấy bữa ngày nào cũng qua van xin thiết tha em và cả bố mẹ tha lỗi đủ kiểu cắt hết mọi liên lạc với con bé kia thì ông bà mới tạm tha cho về nhà thế nhưng để chắc ông ấy không sẵn bậy bố mẹ bắt quân chuyển giao hết cho em từ chìa khóa xe tài khoản ngân hàng đến cả quy định giờ giấc chỉ cần ông ấy làm sai cái nào Để mình báo cáo thì cũng đừng hòng ông bà nể cho yên Cũng may nhờ có sự can thiệp kịp thời của gia đình chồng Mà cuộc hôn nhân của tụi em mới đi được tới ngày hôm nay Vừa rồi là 5 năm kỷ niệm ngày cưới của hai đứa em Giờ hỏi quân còn dám làm liều không Thì anh lắc đầu ngoài ngoại Tránh con gái không liên quan còn tránh hơn tránh tà Đúng là thật may mắn vì được sống trong nhà chồng như vậy Mình là kiểu phụ nữ thuần Việt tức là luôn hy sinh vì gia đình lúc nào cũng với suy nghĩ đàn ông chèo chống con tàu kinh tế còn mình là hậu phương phải vững bến đổ cho chồng nên sau khi lấy nhau mặc dù mình cũng làm điều dưỡng cho một bệnh viện lớn nhưng mình quyết tâm gác lại công việc ở nhà chuyên tâm vào con cái và chăm sóc cho gia đình mình đẻ một lúc ba đứa vì nghĩ con cái càng đông tức nhà lắm phúc mà đúng thật mọi người ngày xưa chồng mình chỉ làm bác sĩ bình thường lương ba cọc ba đồng từ lúc mình sinh con xong chồng mình phớt lên hẳn, anh mở cả ba cái thẩm mỹ viện lớn, chính thức bước vào đường đua nhan sắc và nhờ mát tay nghề nên anh ngày càng khẳng định tên tuổi và vị trí trên thương trường sắc đẹp. Nhưng tiền nhiều thì tỷ lệ nghịch với số lần lượt về nhà của anh. Mình hỏi thì anh bảo, anh đi bằng việc làm ăn tiếp khách, em cứ yên tâm xài tiền và dùng tiền nuôi dạy con cái thật tốt giúp anh là được. Những lời anh nói như trót mật vào tai, mình không một chút mảy may do dự, sự nghiệp anh ngày càng thăng tiến Anh ngày một khác đi Quần áo anh toàn đồ hiệu Xe anh cũng đổi khi con đen con đỏ Mình bắt đầu không kiểm soát được anh Anh đi ngoài tiếp khách Quần áo đầy mùi đàn bà Son phấn dính đầy cổ áo Nhưng anh bảo qua đường tí thôi em Công việc cần như thế Miễn sao anh vẫn đáp ứng cho vợ đều đều đúng là được Hôm đó có số zalo lô lạ ép mình Cô này trông trẻ đẹp tầm 23 tuổi thôi mình thấy có tin nhắn nó gửi qua em có điểm chẳng lành nên mình chấp nhận ngay và liền sau đó là những hình ảnh nóng bỏng của chồng và nó đập vào mắt mình con bé bảo chào chị em là siêu gờ của anh hoàng nhưng em lỡ có thai với anh ấy em thông báo để chị chuẩn bị tinh thần nhường bố cho con em ạ mình thưa lại mọi chuyện với mẹ chồng mẹ là người rất thương con dâu nên mẹ nói cứ mời nó về nhà mình ăn bữa cơm rồi mẹ tính nó luôn một thể đúng hẹn chiều thứ bảy con ả có mặt mới có bầu hai tháng mà mặc đồ bầu như tám tháng nhìn mà ứa gan nó đến trên tay đọc mỗi tờ giấy khám thai mọi người chắc nghĩ đây là phiên tòa đòi chồng và mang theo chứng cứ đây nè mình mời nó vào nhà trước bàn ăn thịnh soạn mẹ mình bắt đầu hỏi chuyện con có bầu mấy tháng rồi có giấy siêu âm không đưa bác xem nó đặt tờ giấy siêu âm rành rành lên bàn xong rồi nó nói như thách thức Việc quan trọng như này đâu để tắt trách được bác. Mẹ mình cười rồi đặt hai ngón tay chéo lên hình siêu âm của đứa bé. Bà nhìn mình bảo, con dâu cứ yên tâm, mẹ luôn đứng về phía con. Mấy con tranh trước bài bản hơn như này, mẹ lùa nó ra chuồng gà được mà. Rồi bà nhìn vào mặt con sugar nghiến răng nói, giờ đến phiên cô rồi đó. Con bé bắt đầu run sợ vì nó không nghĩ là một mệnh phụ phu nhân như mẹ mình lại cư xử như xã hội đen như thế. Nó nhẹ nhàng, giọng như vang xin. Bác ơi, con sao cũng được nhưng con của con nó phải có cha mẹ mình nhếch mép nhìn thẳng vào mặt nó rồi nói chậm rãi từng chữ từng chữ như đá vào đầu con nhỏ con của mày muốn có cha nhưng con của tao thì không và tao cũng không muốn có thêm cháu mày hiểu chưa nói xong mẹ mình lại lịch sự bảo nó ngồi đợi tí chồng mình về sẽ ba mặt một lời nó ngồi im ru rú không dám nhúc nhích vì bị chính mẫu hậu dằn mặt vài phút sau chồng mình về tới mẹ mình gọi ngay vào bàn và bảo Trước giờ mẹ chỉ cưới vợ cho con một lần Và mẹ chỉ chấp nhận con như là dâu của mẹ thôi Và mẹ tin là con trai của mẹ sẽ có quyết định đúng đắn Phải không con? Chồng mình ra ngoài ăn chơi như nào mình không biết Nhưng anh là người con hiếu thảo với ba mẹ Chưa bao giờ anh phải làm ba mẹ anh buồn cả Nên sự có mặt của mẹ đã làm anh rất hoang mang Anh bảo với con bé Em có hai sự lựa chọn Một là anh cho em một số tiền để em sanh con Còn hai là em bỏ nó đi Vì trước em bảo khả năng sinh con của em kém Chúng ta đến với nhau chỉ là tình tiền Anh ăn bánh chung tiền Đằng này em để có bầu là tâm địa em không tốt Chưa kể anh chưa xác minh được đứa bé Có phải là con của anh hay không Anh nói thế thì nó dãy nảy lên đáp Anh là người đàn ông tồi Anh chơi xong quốc ngựa truy phong hả Chồng mình bình thản bảo Như trong hợp đồng đã rõ Anh và em chỉ là người tình Vấn đề có con do em chủ động được Mà em lại để có con Thì đó chính là lỗi của em anh nói từng câu chắc nịch khiến nó không dậy nảy gì được, nên nó khóc lóc bảo, em biết là lỗi của em rồi, nhưng đứa bé nó không có lỗi mà anh. Mẹ chồng mình nghe tới đó bà cười phúc hậu đáp, con mày có lỗi khi có người mẹ là mày đó, còn cái việc mày lợi dụng để mà mua cầu vật chất phá hoại hạnh phúc gia đình của tao thì hậu quả này là do mày gây ra, mày tự chịu trách nhiệm, con của mày nó không liên quan tới gia đình của tao, hiểu chưa? Chồng mình kiên quyết không vợ nhận con, vì anh có lý do riêng và anh khẳng định chắc chắn nó không phải là con anh. Ra ngoài làm ăn thương trường sóng gió anh đều trải qua. Huống hồ anh là bác sĩ, nên ba cái vụ cỏn con này đâu thể nào qua mắt anh được. Chỉ là anh muốn xử sự lịch thiệp cho nó tự động rút lui mà thôi. Mấy hôm sau, nó cứ gửi mấy video Phật Pháp sang Zalo mình. Nào là bỏ thai mang tội sát sanh, trời nghiệp cuộc không ngóc đầu lên nổi các kiểu mình gửi sang chồng thì anh bảo em gửi kết quả thắt ống dẫn tinh năm 2020 này qua cho nó. Phiền quá, để anh còn tập trung vào công việc. Kết quả gửi qua trành trành, nó đã hiểu nên lẳng lặng rút lặng lui. Nhắn gửi đến mấy bé sugar, muốn bước chân vào gia đình hào môn đâu có dễ. Cửa nào mà vào được mấy bé ơi, mình là sugar là đường đi cho người ta thôi. Nên biết thân biết phận làm việc có tâm với nghề xíu đi. Đừng có làm ẩu như thế, mắc công ảnh hưởng đến con đường làm ăn sau này. Nhớ nha các bé lần đầu tiên nhúng nhảy cùng người yêu vẫn luôn là câu hỏi khó dành cho anh em cho nên hôm nay tôi sẽ lên bài chỉ cách cho các ông cách để vào lần đầu tiên cực kỳ mượt thì em yêu nha yeah. người yêu tôi tên là thảo mọi người dịu dàng đáng yêu ngọt ngào lắm luôn nói chung là 10 điểm nhưng à có nhưng nha mấy ông ơi nhưng mà em hơi tôi chẳng biết nói như thế nào nữa ta nhưng mà người yêu tôi kiểu uh, ngờ yện và còn ngờ ải ấy <laughs> nói cách dễ hiểu thì chúng tôi là tình đầu của nhau tình đầu mà Nói cái gì cũng cứ rụt đè thôi à mấy lần lượn lờ thấy lễ tết người ta rẽ vào nhà nghỉ tôi thích lắm mấy chứ bộ chắc em cũng vậy á đấy thế mà cứ đề cập đến cái là em lại dãy lên dỗi như này nè sao đầu óc anh cứ đen tối như vậy mình yêu nhau trong sáng không được hả gì đấy đấy thà trong sáng thì cứ trong sáng hẳn mẹ nó đi thấy người ta rẽ vào nhà nghỉ cái cũng muốn thử nhưng mà người yêu hỏi thì cứ chối quanh chối co xong dỗi đó có khổ tôi không mọi người mà tôi nói thiệt nha con trai mà cứ ngỡ có người yêu á, thì thằng em bên dưới có bạn rồi ấy thế mà yêu đương cả năm trời vẫn làm bạn với đôi tay <laughs> nghĩ mà đã chán rồi vậy á các ông biết tôi đã có lần đầu nhúng nhảy với người yêu hay ngại như thế nào không đây ngồi ngay ngắn nghe tư kể vô tôi dám cá đến chín chục à không không một trăm phần trăm các ông ngoài kia có quả người yêu tùy anh rất bực mình đúng không ăn gì tùy anh nhưng phải đúng ý em nha đi đâu cũng tùy anh nhưng phải vừa lòng em nha trời tất không hôm nào thay đổi có trúc á thì thay vì tùy anh thì người yêu tôi chuyển sang anh đoán xem trời ơi trời trời, trời nghe stress chết quá trời 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 đấy bao nhiêu lần á thế là hôm noel vừa rồi nhờ có chúa mà nhà hàng nào cũng đông quán cà phê nào cũng hết chỗ hai đứa lượng nửa cái hà nội rồi vẫn chưa biết nổi đâu hỏi từ người yêu tôi nói như này nè tùy anh nhưng mà chỗ nào phải vắng nha em sợ đông người lắm á Wow, wow, tầm này có mỗi nhà nghỉ vắng thôi em ơi Mà không nhanh thì tí cũng hết phòng đó em Giờ bảo nhà nghỉ thế nào cũng bị giỏi nữa Nghĩ đi nghĩ lại tôi mới nảy ra ý tưởng này nè Tôi thề chứ giờ nghĩ lại thấy tôi ngầu vãi Tôi bảo em vậy nè Thôi, vậy đi em Anh đưa em lên quán cây dừa trên hồ Tây uống nước dừa nha Tầm này người ta ít uống nước dừa lắm Nên quán chưa đông, em thấy sao? Nước dừa hả? Thôi, nước dừa đầy bụng lắm ừ, Nhưng mà thôi cũng được Uống nước dừa hồ Tây cho nó có tí không khí của biển anh ha Thế là cả đoạn đường đi, em vẫn thảo luận về quả dừa và những giá trị dinh dưỡng. <laughs> Ngày thơ hồn nhiên cho Dù sao, tí em cũng sẽ được uống nước dừa thiệt. Nhưng mà nước dừa này hơi lạ nha. <laughs> Lúc ấy đến cây dừa, đùa chứ, ông nào làm cái khách sạn khéo thiệt. Nghe tên như ở Hạ Long Sầm Sơn, nhưng hóa ra rất là Hà Nội. Thấy cái biển cây dừa, em dãy nảy lên. Ủa, sao lại dừa này? Dừa đâu anh? Đấy, dừa đây, dừa đấy, mấy cây liền nha. Tôi chỉ em nghe cái cây dừa to đùng trước cửa kìa. Người yêu tôi khúc này mê lắm họ Nhưng vẫn tỏ vẻ làm giá Ừ ừ, Kiểu ho em không vô đâu Hai đứa cứ đứng dưới góc dừa dằn co phải 10 phút có cả nhà Em cứ Thôi em không vào đâu Em là con gái em ngại lắm ừ, ừ, Trời ơi trời Đùa chứ Ai là người nghĩ ra cái trò làm giá cho con gái Tôi đến stress luôn nha Nếu có kiếp sau tôi sẽ nguyện yêu con trai ạ à. Đấy Đang dằn co dở thì thằng cua lễ tân gọi với ra Dạ còn phòng thôi anh chị ơi Anh chị có vào không Nay ngày lễ đông lắm nha Tôi chưa kịp trả lời em đã vội chứ Có có bọn em vào đây Anh lấy phòng cho em ạ à. Ờ, à, ủa <laughs> là làm sao vậy ra tôi chỉ là hạt thóc đem vườn cho ta trời ơi thảo ơi là thảo đàn bà đúng là những niềm đau <laughs> lúc đi vào á thằng cô lễ tân còn nháy mắt với tương phát chà chà <laughs> Hôm ấy tính thuê 2 tiếng Mà chắc do lần đầu bọn tôi nhúng nhảy đến thở ông ra hơi Ôm nhau làm giấc đến sáng luôn Mở mắt ra người yêu tôi lại nhúng vài phát nữa Đang nhúng dở nhớ ra mình phải giữ giá Khổ, khổ tôi chưa mấy ông Tôi và Ngọc là bạn thân của nhau suốt Từ những năm cấp 2 đến hết cấp 3 Đúng như nguyện vọng Chúng tôi cùng đổ chung một trường đại học mơ ước khi có thông báo trúng tuyển, chúng tôi ngay lập tức xin bố mẹ hai bên chở trợ cùng nhau. Dù người ta nói không nên ở chung với bạn thân, dễ mất bạn lắm, nhưng mà tôi tin với tình bạn lên đến 7 năm của mình, chúng tôi sẽ phá bỏ lời nguyện đó. Thời gian đầu, căn trọ nhỏ lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ. Chúng tôi phân chia việc nhà rất minh bạch, rõ ràng và tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã vỡ mộng. Con Ngọc chẳng phải đứa sạch sẽ như tôi vẫn thấy. Nó ăn xong không thèm rửa bát, ung dung lên giường nằm bấm điện thoại, rác đầy không thèm đổ, tóc chảy trụng đầy dưới sàn cũng không thèm vơ. Mỗi lần bước vào nhà tắm, tôi phát bực với nó. Quần áo từ hôm qua, nó vẫn ngâm trong chậu nên giờ tôi chẳng có chậu để dùng. Bồn cầu chuyển sang màu vàng nó cũng không thèm cọ. Dù hôm nay đến lượt nó, có lần tôi suýt ngã sấp mặt vì xà phòng nó vừa tắm vẫn còn lên láng dưới sàn. Nhiều lúc đó tôi muốn nhắc nhở nó mà cũng ngại. Dù gì cũng là bạn thân, Thôi thì chính bỏ làm 10 Thậm chí tôi còn hoài nghi nhân sinh Hay do mình khó tính quá Chứ chuyện cũng chẳng đáng gì Lúc không kiềm chế nổi tôi mới nhắc nó vài ba câu Nhưng thứ tôi nhận lại được chỉ là Mày cứ để đấy tí nữa tao làm Nay tao hơi mệt để mai cũng được mà Tao thấy vẫn sạch mà dọn làm gì lắm vậy Mình sạch quá cũng không sống lâu hơn tao được đâu Do hai đứa có thời khóa biểu khác nhau Nên chúng tôi đã thỏa thuận Đứa nào rảnh thì sẽ nấu cơm nhiều hôm nó tan học sớm nhưng không chịu về nấu mà cứ lượn lờ câu giờ, không biết nó có lắp camera giấu kín trong phòng không mà đúng lúc tôi vừa nấu nướng xong xuôi nó mới vác xác về. "Ôi, mày nấu cơm xong rồi à? Nay tao học về muộn mệt quá." Nhiều lúc tôi thấy tôi giống người giúp việc cho nó thì hơn. Tôi tưởng tượng nó mở căn phòng này một mình đó. Thì cái phòng này không sớm thì muộn cũng biến thành chuồng lợn. Mấy hôm nay nó mới có người yêu mọi người ạ. À. Người yêu nó là một anh khóa trên. Nó bắt đầu dẫn người yêu qua phòng chơi rồi còn ăn ké, ngủ ké nữa chứ. Nhiều lúc tôi và con Ngọc đặt đồ về ăn, thức ăn chuẩn bị lên đến miệng thì ông người yêu nó thình lình xuất hiện. Lấy bát, lấy đũa ngồi ăn chung tự nhiên như rùi Hà Nội. Hai đứa nó cứ nhắm miếng ngon mà gấp, bạ bón cho nhau. Còn tôi thì may mắn được ăn thêm cơm chó miễn phí. Thôi thì càng đông càng vui. Nhưng đến công đoạn xe tiền thì con Ngọc chỉ trả tiền một nửa. Trong khi bọn nó có tới hai miệng ăn, có những ngày ông người yêu nó còn ở phòng nhiều hơn cả tôi tụi nó cứ làm nũng ôm ấp hôn hít nhau tôi không tài nào mà học nổi đỉnh điểm ông người yêu nó còn ngủ lại qua đêm kể cả hôm tôi ở nhà nếu tụi nó ngủ tôi đã không nói gì đằng này tụi nó thức đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ tôi lại bị đánh thức bởi những tiếng động lạ phát ra ngay trên gác xếp tôi nhắc nhở nó nhiều lần nó cũng chỉ để đó ta xin phép mày rồi chứ có phải là không đâu mày không chịu nổi thì dọn đi chỗ khác thôi tôi hết chịu nổi rồi chắc tôi phải đi chỗ khác thật chứ ở với nó thêm ngày nào là tôi phát điên ngày đó người ta nói cấm có sai nhất định đừng có ở chung với bạn thân mọi người nha yêu đến mấy gói bánh cũng phải chia đôi đó là câu nói mà anh người yêu 2 năm 8 tháng đã nói với mình. Đến bây giờ mình không thể tưởng tượng nổi. Làm sao mà mình có thể yêu một người keo kiệt bủng xỉn như vậy hơn 2 năm trời. Mình và anh quen nhau từ lúc mình học năm 3 đại học. Anh hơn mình 3 tuổi và là nhân viên văn phòng. Anh hay than thở với mình là thu nhập không cao, chỉ đủ chi phí cho anh trang trải cuộc sống hàng ngày. Thấy anh thật thà lại vất vả, nên mình cũng chẳng đòi hỏi anh phải quà cáp gì cho mình chỉ cần vào ngày sinh nhật mình ngày lễ tình yêu noel anh dành thời gian để đi chơi với mình là được mỗi lần đi chơi mình và anh đều chia tiền với nhau đôi lúc cũng chạnh lòng với mấy đứa bạn khi họ kể rằng được người yêu tặng quà tặng hoa dây chuyền có lần mình nói vu vơ với anh sắp tới sinh nhật của em rồi anh có thể tặng quà gì bất ngờ cho em được không mới nói vậy thôi thì anh đã câu mày với mình em còn đi học chưa biết cảm giác ra đời bươn chải kiếm từng đồng cực khổ như thế nào đâu anh ngày nào cũng làm vất vả chỉ để dành tiền sau này còn lo cho hai đứa mình nghe anh nói vậy mình thấy cũng có lý với một đứa luôn trông chờ vào tiền bố mẹ gửi cho mỗi tháng như mình thì đúng là không hiểu cảm giác kiếm tiền như thế nào hết từ đó mình cũng không dám nhắc gì đến quà cáp nữa đến khi mình ra trường có việc làm rồi thì cũng chẳng nhận được món quà nào từ anh riêng mình thì thương anh nên vào ngày sinh nhật anh thì mình cũng tặng quà mỗi ngày đều nấu cơm sẵn rồi mang đến công ty cho anh khi quen nhau được 2 năm, thì anh ngỏ ý bảo mình về ở chung để hai đứa tiết kiệm chi phí, mình cũng bằng lòng. Ấy thế mà quyết định này lại là quyết định sai lầm nhất trong suốt 24 năm của mình. Mình nói chung với anh không khác gì người vợ mà chưa được công nhận. Ngoài việc đi làm ở công ty ra thì về nhà mọi công việc từ trên xuống dưới mình đều phải làm, từ nấu cơm, giặt quần áo đến lau nhà đều là một tay mình. Anh thì lại bừa bộn, cứ đi ra ngoài về là áo khoác, vớ chân, đỡ vứt lung tung, vì thừa biết là sẽ có người dọn. Mình làm quần quật chẳng khác gì một ô xin không lương cả. Mỗi ngày mình là người đi chợ, ăn uống, tiền nhà, mắm muối, tất cả đều phải chia đôi. Chẳng những vậy, anh còn mua hẳn một cái bảng treo trước phòng. Anh mua gì sẽ viết vào đó và anh bảo mình cũng thế để cuối tháng dễ chi tiền. Áp lực công việc, gia đình và sự khoe mẽ của người yêu của bạn bè mình khiến mình càng lúc càng khó chịu với anh. Cuối cùng mình cũng không chịu nổi và cãi với anh một trận. Hôm ấy anh mua về hai gói bim bim, mình đang ngồi làm việc thì thấy anh để trên bàn, sẵn tay mình lấy và ăn. Mình còn chưa nuốt qua khỏi cổ thì anh đã vội nói, bánh này 12.000 nha em. Mình nghe mà sưởng trân, thế là bao nhiêu bực tức từ trước tới giờ trỗi dậy, mình lại quát lại anh. Có mỗi một gói bánh bạn cũng không thể cho em nữa hay sao? Quen nhau hơn 2 năm rồi Chưa bao giờ anh cho em bất kỳ một cái gì Trong khi em thì hết mua cho anh cái này đến cái nọ Anh không thấy ngại hả Anh sẵn giọng quát lại mình Anh chưa bao giờ bắt em phải mua cho anh cái gì hết Là tự em mua rồi bây giờ quay sang nói anh là sao Em với anh chưa kết hôn Chưa chính thức là gì của nhau Thì chưa tiền nhau là phải rồi Thậm chí cả một gói bánh như thế này luôn sao Mình hỏi lại thấy rồi anh trợn mắt với mình Yêu đến mấy gói bánh là cũng phải chia đôi Đến khi nào em là vợ anh rồi hắn nói còn bây giờ anh lo cho em nhớ đâu sau này em lấy thằng khác Thì thằng này khác gì Đang nuôi vợ người ta không Mình không ngờ Người mà mình đem lòng yêu thương bấy lâu nay Lại có suy nghĩ trơ trẻn hẹp hòi đến vậy Mình tức quá không nói được gì Vội lên lấy vali gom hết quần áo rồi ra khỏi nhà Mình chạy xe một mạch đến nhà bạn mình kể hết cho nó nghe Bạn mình nghe xong còn bảo mình thật vĩ đại Khi có thể chịu được một người như vậy suốt mấy năm trời Mà công nhận mình vĩ đại thiệt mọi người ha Người ta vẫn nói cái duyên cái số nó vồ lấy nhau quả không sai đâu mọi người Em với người yêu em quen nhau cũng trong tình huống hỏi chấm thật sự luôn ấy chứ Lần đầu hai đứa gặp nhau khi đều bắt gặp người yêu mình đi cặp bồ với người khác trên Đà Lạt Thật sự nhé, lời nguyện Đà Lạt không có sai đâu Đi ra hai đứa va chạm nhau, mặt hầm hầm Rồi thấy hai đứa kia chạy theo giải thích Nghe anh giải thích đi, không phải như em nghĩ đâu Em mới điên quá, giải thích cái mẹ gì nữa Chúng mày trai trên gái dưới nằm đè lên nhau rồi, còn đòi giải thích Mày nói thêm câu nữa Tôi lại chẳng vặt mẹ mồm đi ấy. Cấm sừng còn muốn minh oan à Chẳng thằng méo nào đi chơi gái về Mà khai là tao đi chơi gái hết May tao phát hiện ra Chứ để mày lừa chắc tao thành con hư 12 sừng quá Mày tốt nhất á, ngậm mồm Và đưa con bộ đi chỗ khác Trước khi tao vạt đầu hai chúng mày Cút Anh Hoàng Tức người yêu của bé bồ nghe đã cái tai Nên cứ gật đầu tâm đắc Rồi nói lời chia tay với con bé đó luôn Hai đứa chúng em tách ra mỗi đứa một đường, nhưng thấy quái nào đến lúc đi ăn, hai đứa chọn. Vậy là hai đứa vừa uống vừa kể hết tội lỗi của hai đứa kia ra. Má đúng là người cùng cảnh ngộ, tâm sự bon hẳn. Sau khi về Sài Gòn thì thành người dân luôn chưa thân thiết chi nữa trời. Uống rượu vào là tật xấu hổ. Lộ ra không còn gì, em khoác vai bá cổ còn đánh anh Hoàng nữa. Còn anh Hoàng thì cứ thế cầm chai rượu rồi khóc lên khóc xuống, lấy đâu mà mặt mũi gặp. Nào có ngờ, đời này thật lắm sự gọi là hỏi chấm. Hôm đó, con bạn rủ đi cà phê, quán cà phê mới mở. Đến nơi, chủ ra hỏi chuyện và vấn anh Hoàng đó chứ ai? Em muối mặt, không dám nhìn. Nhưng lúc về, anh trai vẫn tặng bánh, rồi bên trong có tờ giấy, ghi số liên lạc, mong được nói chuyện với em. Thế là chúng em nói chuyện, nhắn tin, em cũng hay qua quán cà phê chơi và đã thành người yêu sau 3 tháng mập mờ đưa đẩy. Quen nhau rồi, mới biết nha, anh Hoàng vừa nhây vừa có những hành động rất hỏi chấm như cái việc anh ấy tỏ tình với em là tại một bãi cỏ mà bên trái một đôi chó đang nhìn bên phải một đôi mèo meo meo là bất ổn rồi lại còn gì mà em đồng ý đi không có là anh sẽ tìm hiểu và yêu từ chị em chuột chị em họ thông ti tỉ muội nhà em cho em lúc nào cũng nhìn thấy mặt anh luôn đồng ý đi con chó nó ẻ lên chân em bây giờ chỗ này là chỗ nó ẻ đó rồi đến khi về bên nhau mới thấy sự chấn động nè anh hoàng của em có những cái suy nghĩ nó lạ lắm ví dụ như là không đi ẻ thay vì ông xem hoạt hình đọc truyện Ông ấy sẽ gọi điện cho em để tâm sự Còn bảo là hôm nay anh được mấy hòn Thật sự nha Cuộc đời em chưa gặp một thằng nào mà nó như thế này luôn á trời Hai chúng em vẫn có văn hóa nhậu Một tháng sẽ có hai bữa cùng nhau nhậu Một bữa ở nhà, một bữa ở quán Ở quán thì dí đầu vào nồi lẩu Rồi ăn tục, nói phét Rồi thằng nào hàng trước thì phải trả tiền Và đưa thằng kia về Có hôm hơi quá chén Bố mẹ anh phải đến phát hai đứa về Rõ khổ, còn nếu ở nhà thì thi nhau hát hò, chơi bài á quẹt nhỏ nồi rồi anh ấy về quê xin mẹ em một cái nồi thiệt là đen Thật nhiều nhỏ gói ghém cẩn thận Đem lên chỉ để chơi bài thôi mọi người Có điên không? Có hôm anh Hoàng bị quệt đen mặt Thì sếp anh thông báo có cuộc họp gấp Mà phải nhìn mặt Ông ấy để nguyên cái mặt đen như thế hợp Mẹ em cười chết ngất rồi đổ luôn cốc nước vào máy tính con máy Chập điện khỏi hợp luôn Eo ơi trẻ con vải ra Đợt vừa rồi em với con bạn gọi điện thoại Khóc lóc ỉ ôi Là thằng bồ lừa dối đó Giờ đang trong nhà nghỉ với con bồ mà nó không dám vào Anh Hoàng đứng bên cạnh hống hớt được Vội vàng mặc quần áo Mũ bảo hiểm sẵn trên tay Rồi lấy áo cho em Đi thôi em yêu ơi Em quay qua nhìn ông ấy Không một động tác thừa Em bật cười thì ông ấy bảo Anh với em sẽ thành dũng sĩ diệt ngoại tình Em mặc đồ vào lên ngựa chiến Anh em mình ra trận Bọn này phải cho ăn no đòn Thế là hai đứa phi đến chỗ con bạn em Đứng đó chờ đợi được một tiếng Thì đôi đó đi ra Anh Hoàng nhìn thấy không cần nói nhiều Giữ chặt thằng bồ lại cho con bạn em tác Còn em thì xử con trà xanh kia Phối hợp cứ phải gọi là ăn ý hết luôn Sau khi đánh ghen xong Anh ấy còn mời bạn em đi ăn nướng, tâm sự Tư vấn các thứ về tình yêu Còn bảo nếu buồn thì em với bạn cứ đi du lịch Anh ấy chi tiền cho mà đi Xịn đét luôn ấy chứ Được quá nhận vội Hai đứa được chuyến đi Đà Nẵng cực chiêu nhưng trò đùa của anh Hoàng chưa hết, gần Tết đến rồi, ông ấy mới chuẩn bị một cái video rất chuyên nghiệp giới thiệu bản thân mình. Xin phép bố mẹ em được về nhà em một lần, rồi còn khoe cơ ngơi mình đang có. Sau đó ông ấy ngồi chỉnh video thêm effect, cứ như đúng rồi với chăm ngôn. Phải làm chỉnh chu gửi cho bố mẹ vợ xem Để Tết này còn có cơ hội về nhà em ăn Tết nói chuyện với hai bác chứ Thấy thằng cháu có lòng quá Nên bố mẹ em cũng mời anh Hoàng Tết qua chơi Thành ra giờ em đang phải đi cùng ông ấy chọn điếu cày cho bố Và chọn tổ yến cho mẹ đây này Được anh người yêu nhây nhây nhưng cũng tinh tế ra phết Yêu anh quá anh Hoàng ạ à. Chào mọi người Hôm nay em xin phép lên đây để kể một chút về trải nghiệm làm dâu của em Chuyện là em và chồng kết hôn cũng đã được 3 năm Khác với những chị sống chung với bố mẹ chồng hoặc ít nhất là cũng ở vài tháng Thì từ ngày về làm dâu em chưa từng ở cùng bố mẹ chồng lần nào Theo lời ông bà nói là bố mẹ lớn tuổi rồi, cần không gian riêng tư Cũng chính vì sự riêng tư đó mà từ lúc em mang thai được sinh con đến bây giờ Con em cũng đã được 2 tuổi thì ông bà nội chưa từng bế một lần Chưa cần nói đến việc trong cháu hộ Nghe thì có vẻ lạnh lùng nhỉ, nhưng không mọi người ạ à bố mẹ chồng sống theo quan niệm cái gì tiền làm được thì cứ tiêu tiền ngày mới về nhà chồng để đảm bảo sự riêng tư mà bố mẹ chồng em không cần suy nghĩ đã tặng luôn cho vợ chồng em một căn nhà hai mặt tiền một con ô tô để có cái đi lại tránh nắng mưa ngày em nghe tin Em mang thai, mẹ chồng em lại cho 100 triệu tiền dưỡng thai. Mẹ cũng nói luôn là chỉ cho riêng em thôi nha, không phải cho vợ chồng em đâu. Mọi việc trong nhà em cũng thuê người làm hết em chả cần phải động móng tay làm gì cả. Đến ngày sinh, mẹ chồng em lại cho tiếp 200 triệu để đi sinh. Mẹ chồng em còn treo thưởng, sinh con trai mẹ cho một tiệm vàng, còn sinh con gái thì mẹ cho một căn nhà. Em ơi nghe xong là em có đầy động lực để đi sinh, mà quên cả đâu luôn ý. Vợ chồng em không kiểm tra giới tính của con vì vẫn luôn suy nghĩ là con cái là lọc trời cho nên con trai hay con gái đều yêu thương như nhau cả. Trợm vía là sau 2 tiếng trong phòng sinh thì em cũng sinh được một cô công chúa. Sau khi sinh xong, đúng như lời hứa, thì mẹ chồng sang tên cho em căn nhà. Mẹ chồng còn cho thêm vợ chồng em 5 tỷ rồi nói. Ngày xưa thì mẹ mặc kệ chúng mày, lớn rồi thì tự lo. Nhưng giờ có con rồi thì cũng nên có tí vốn làm ăn để sau này lo cho con. Từ ngày sinh con, em cũng chưa phải trả bất kỳ chi phí nào cho con cả. Từ cái biểm đến bộ quần áo, rồi sữa rồi bảo mẫu, đều là mẹ chồng chi tiền hết. Hôm trước mẹ chồng gọi em về nhà, giọng điệu gấp trút lắm, em cũng sợ có chuyện nên ba chân bốn cẳng mà vất chân lên cổ chạy về. Vừa đến cổng, còn chưa kịp vào nhà thì mẹ chồng đã kéo em đi. Cả ngày hôm đó em và mẹ chồng đi xem từ trường mầm non cho đến trường đại học, rồi trung tâm năng khiếu, thậm chí là thủ tục để đi du học thì mẹ chồng em cũng tìm hiểu luôn một lượt chạy mà bệt mở hơi tai Em cũng phàn nàn với mẹ Mẹ lo xa thật đấy Bơ mới có 2 tuổi mà mẹ đã lo nghĩ đến trường đại học Hay là đi du học luôn rồi Mẹ chồng mình nghe thế thì khẽ liếc mình nói Tôi mà không lo để vợ chồng cô từ từ Đi đến lúc nó học đại học thì muộn rồi Tìm hiểu trước sau này nó muốn vô trường nào Thì mình cũng biết cả rồi có phải nhàn hơn không Nói rồi mẹ chồng em lại đánh xe qua ngân hàng làm luôn cho con gái em một cái sổ tiết kiệm với một lý do rất chính đáng là tôi lập cái sổ tiết kiệm để sau này vợ chồng tôi mất rồi. Hai vợ chồng anh chị lăn lộn có không ra sao á, thì cháu gái tôi cũng không phải chết đói. Đó, mẹ chồng mình nói chuyện thì hơi chua ngoa, cũng chưa bồn cháu hay chăm mình lấy ngày nào. Nhưng mà ai bảo không chăm là không thương đâu đúng không mọi người? Không có câu là là thương, nhưng đâu đâu cũng là thương luôn ý em biết là mẹ chồng em cũng hay nghe kể chuyện ở hay mình nên nếu mẹ hương có vô tình nghe được bài này thì con chỉ muốn nói là cả nhà mơ yêu bà nội lắm ạ